Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật các mẫu gầm cao sedan đang có mặt tại sàn ô tô Hà Nội, địa chỉ đơn vị là số 19 Lê Văn Lương, Cầu Giấy, Hà Nội. Anh chị và các bạn quan tâm về những chiếc xe nào trên đây hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất. Và đầu tiên thì em sẽ cập nhật chiếc xe mới về bên đơn vị để anh chị và các bạn có thể tham khảo qua, như là một chiếc Mazda 3 phiên bản máy 1.5 sedan, sản xuất là năm 2018, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội chính chủ, sử dụng từ đầu vẫn là biển 30F. Với chiếc xe hiện tại em đang cập nhật cho anh chị và các bạn với cái mức giá bây giờ nó chỉ còn 460 triệu, giá vẫn còn giảm vào tháng nữa. Hay bên trên đây thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về một chiếc xe như là chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Pre, đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh, xe sản xuất năm 2023. Mức giá của chiếc xe này em đang chào anh chị và các bạn là 820 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Video cụ thể chi tiết thì các bác có thể liên hệ theo số điện thoại trên màn hình. Hay bên ngoài cùng đây thì anh chị bạn có thể thấy qua thì cũng là một chiếc xe VinFast Lux SA 2.0. Với chiếc xe VinFast này thì hiện tại em đang chào bán anh chị và các bạn là 730 triệu, xe sản xuất năm 2021. Thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe thì các bác có thể trao đổi trực tiếp cùng em theo số điện thoại trên màn hình, em sẽ gửi kỹ thông tin đầy đủ cho các bác. Và đây em đang có cho anh chị và các bạn có thể tham khảo qua là một chiếc xe Ford Everest phiên bản Titanium một cầu, máy dầu nhập Thái Lan, sản xuất là năm 2019, hiện tại đang chào bán anh chị và các bạn là 845 triệu, giá vẫn còn giảm anh nhá, chị nhá. Đấy, một chiếc xe có màu ghi vàng rất đẹp. Và kế bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo về chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure, sản xuất là năm 2022, với ngoại thất trắng, nội thất ghế da màu đen, đang chào bán anh chị và các bạn chỉ có 730 triệu thôi, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Hay bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo về một chiếc xe Honda CR-V phiên bản 1.5G Turbo, sản xuất là năm 2021, mức giá hiện tại đang chào anh chị và các bạn là dưới 860 triệu. Hay kế bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo thêm về một chiếc xe Mercedes-Benz C200, sản xuất năm 2017, ngoại thất lâu, nội thất ghế da màu nâu. Với chiếc sedan hạng sang này thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn với một cái mức giá cực kỳ hợp lý cho anh chị và các bạn đang có nhu cầu, 670 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng, xe đăng ký tên tư nhân, chính chủ, biển Hà Nội. Và ngoài bên cạnh đây thì đang có một chiếc gầm cao 5 chỗ đô thị cho anh chị và các bạn tham khảo, chiếc Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, sản xuất là năm 2022, hiện tại đang chào bán với mức giá là 730 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho những anh chị và các bạn yêu thích về chiếc xe em đang cập nhật cho anh chị và các bạn đây. Hay kế bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo thêm về chiếc Mazda CX-8. Với chiếc Mazda CX-8 này là phiên bản máy 2.5, sản xuất năm 2021, xe đăng ký tên tư nhân, chính chủ, biển Hà Nội. Và mức giá bán của chiếc xe em đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ có 860 triệu thôi, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Ngoài màu xanh này em cũng có một chiếc xe màu trắng, còn chiếc Camry 2.5Q này thì hiện tại em đã bán rồi. Anh chị và các bạn đang có nhu cầu thì có thể liên hệ em. Với Camry thì em đang có 2.5Q 2018, 2017. Và những cái form mới anh chị và các bạn có nhu cầu hãy liên hệ, em sẽ gửi thông tin chi tiết cụ thể. Và vào sâu trong đây thì ta sẽ cùng đi tham khảo qua với chiếc Camry đầu tiên. Với chiếc Camry em đang cập nhật cho anh chị và các bạn là một chiếc xe phiên bản máy 2.0, nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, sản xuất năm 2022, có ngoại thất đen, nội thất ghế da màu kem, đã được nâng cấp khoảng hơn 100 triệu tiền đồ. Và cái mức giá của chiếc xe đang chào anh chị và các bạn chỉ có 920 triệu thôi, giá vẫn còn giảm và thương lượng anh chị nhé. Hay xuống bên dưới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo thêm một chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure, sản xuất là năm 2022. Xe hiện tại đang được chào bán anh chị và các bạn với mức giá là 740 triệu, xe có ngoại thất là màu cam, nội thất ghế da màu đen anh chị ạ. Các bác cần thông tin cụ thể chi tiết về chiếc xe nào hãy liên hệ, em sẽ gửi chi tiết cho các bác. Và xuống bên dưới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là một chiếc xe Hyundai Tucson tiêu chuẩn, sản xuất năm 2022, ngoại thất trắng, nội thất ghế da màu đen. Với chiếc Tucson tiêu chuẩn này thì hiện tại em đang có một cái mức giá rất là hợp lý cho anh chị và các bạn có thể sở hữu, chỉ có 760 triệu thôi. Đấy, tầm giá hơn 700 thì bên em có rất nhiều các mẫu để anh chị và các bạn lựa chọn.
Tiếp tới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản máy 2.0, máy xăng đặc biệt. Xe sản xuất là năm 2021. Hiện tại đang chào bán cho anh chị và các bạn chỉ có 750 triệu thôi. Với phiên bản này nó là phiên bản full, cao cấp anh chị ạ. Đầy đủ những cái chức năng, tính năng an toàn. Form mới và form cũ em đều có hai chiếc để anh chị và các bạn có thể cân nhắc lựa chọn. Hay là một chiếc xe Green, chiếc tôi Mazda CX-5 thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo là một chiếc Mazda CX-5 phiên bản 2.0 Brand, sản xuất là năm 2020, có ngoại thất là màu xanh, đăng ký tên tư nhân, biển thành phố, biển Hà Nội anh chị ạ. Mức giá bán của chiếc xe thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn một cái mức giá chỉ có dưới 730 triệu thôi. Hay là một chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2018 cho anh chị và các bạn, như lúc em vừa giới thiệu cho anh chị và các bạn đó ạ. Với chiếc 2.5Q này thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn một cái mức giá nó chỉ có 780 triệu thôi. Xe đăng ký tên tư nhân, biển tỉnh, ngoại thất đen, nội thất kế da màu da bò, với đầy đủ chức năng, tiện ích ở trên mẫu xe. Hàng ghế thứ hai có những cái phần bệ thì tay tích hợp các phím điều chỉnh. Xuống bên dưới đây thì anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về một số chiếc xe em đang có, như là một chiếc xe Toyota Yaris màu đỏ này. Với phiên bản này là phiên bản 1.5G nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan. Hiện tại đang được đơn vị chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá là 499 triệu, xe sản xuất là năm 2019. Hay là một chiếc xe Honda City. Với chiếc City này thì em đã bán rồi. Đấy, các bác có thể thấy bên đơn vị rất là nhiều cái mẫu xe nó vừa tầm tiền cho anh chị và các bạn tham khảo. Hay xuống bên dưới đây thì anh chị có thể nhìn thấy qua là một chiếc Toyota Camry bản 2.5Q sản xuất năm 2017, nhưng mà được form dáng của năm 2018. Với mức giá bán của chiếc xe này thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó chỉ có 720 triệu. So với chiếc trong nhà, anh chị và các bạn sẽ tiết kiệm được khoảng 40 triệu đồng đấy anh chị ạ, mà vẫn được cái form lời, cái form dáng của 2018. Nội gì anh chị nhé, có thể cân nhắc. Và bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là một chiếc xe Toyota Corolla Cross phiên bản 1.8G, cũng sản xuất là năm 2022, cấu hình y hệt như chiếc màu trắng em giới thiệu cho anh chị và các bạn. Với chiếc này thì em đang chào bán cho anh chị và các bạn là 735 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho những anh chị và các bạn đang có nhu cầu. Hãy liên hệ em theo số điện thoại trên màn hình để nhận được các hỗ trợ tốt nhất từ bên đơn vị anh chị nhé. Hay sang bên cạnh đây thì là một chiếc xe VinFast tiếp theo. Chiếc này là cấu hình như cái chiếc vừa rồi thôi, cũng là sản xuất năm 2021. Mức giá của chiếc xe hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn là 730 triệu thôi. Cùng xuống bên dưới đây ta sẽ cùng thêm một vài mẫu xe để các bác có thể là cùng theo dõi và cân nhắc lựa chọn tài chính của mình. Với chiếc Mazda, chị và các bạn, đây là chiếc Honda CR-V phiên bản 2.0 sản xuất năm 2014, đăng ký tên tư nhân. Với chiếc CR-V này thì hiện tại em đang chào bán cho anh chị và các bạn là 480 triệu, xe đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Và bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn là một chiếc xe Mercedes-Benz GLC 300, xin lỗi chị bạn là GLC 200, sản xuất năm 2021, xe sử dụng cỗ động cơ máy xăng 2.0 lít. Với cái mức giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ còn 1 tỷ 390 triệu. Giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang yêu thích về mẫu hạng sang này. Hay sang bên cạnh đây thì em đang có một chiếc xe cũng vừa mới về bên đơn vị, đó là một chiếc xe Hyundai Tucson phiên bản mẫu mới. Với chiếc xe Hyundai Tucson này thì nó là phiên bản máy 2.0 máy dầu, sản xuất năm 2022. Mức giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ còn 860 triệu cho anh chị và các bạn yêu thích về chiếc xe Tucson máy dầu. Hãy liên hệ em để có thể nhận được các ưu đãi tốt nhất từ bên đơn vị anh chị nhé. Số bên dưới đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo về một chiếc Toyota Fortuner phiên bản Sport Evo một cầu máy xăng 2.7, sản xuất năm 2019. Với bản này nó là lắp ráp trong nước, hiện tại đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá của chiếc xe Fortuner 2019 815 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng. Hay bên cạnh đây thì đang có cho anh chị và các bạn tham khảo thêm một chiếc gầm cao 5 chỗ đô thị, đó là chiếc Peugeot 3008 phiên bản Allure, phiên bản cao cấp nhất thời năm 2021. Mức giá bán của chiếc xe này em đang chào bán cho anh chị và các bạn với cái mức giá nó cũng rất là hợp lý, chỉ có 750 triệu thôi. Kế bên cạnh đây thì em đang có cho anh chị và các bạn tham khảo thêm về một chiếc xe Toyota Fortuner
Phiên bản một cầu máy xăng 2.7 sản xuất 2015, mức giá của chiếc xe bây giờ nó chỉ còn 499 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho những anh chị và các bạn yêu thích gầm cao 7 chỗ rộng rãi, máy khỏe. Số bên dưới đây thì là chiếc xe Santa Fe này em đã bán rồi anh chị này. Hay là chiếc Ford Everest phiên bản Titanium 2 cầu, máy dầu nhập khẩu nguyên chiếc Thái Lan, sản xuất năm 2021, mức giá của chiếc xe hiện tại đang chào anh chị và các bạn chỉ với 980 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác đang có nhu cầu. Xe sản xuất năm 2021 anh chị nhé. Hay với chiếc xe 7 chỗ tiếp theo với giá tiền nó rẻ và hợp lý hơn, chiếc xe Mitsubishi Outlander 2.0 CVT sản xuất là năm 2021, hiện tại đang chào bán anh chị và các bạn là 660 triệu, giá vẫn còn giảm và thương lượng cho các bác, xe đăng ký tên tư nhân biển thành phố biển Sài Gòn. Và vừa rồi thì em đã cập nhật mang đến cho anh chị và các bạn đầy đủ các thông tin về những cái chiếc xe gầm cao mới về đang có mặt tại sàn ô tô Hà Nội. Anh chị và các bạn yêu thích mẫu xe nào trên đây hãy liên hệ theo số điện thoại trên màn hình để em có thể hỗ trợ thông tin và giải đáp những cái thắc mắc của anh chị và các bạn sớm nhất. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại anh chị và các bạn ở những video tiếp theo của kênh Mua Bán Xe Cũ.